Trái gì đây? Trái gì đây? Trái bao đơn? What the hell? Lần này sẽ là trái Kitsune. Ayo và hello mọi người nha. Thì lại là mình Khoa Meta đây em ơi. Thì cũng đã khá là lâu rồi mình chưa làm clip cho anh em xem đúng không? Thì hôm nay mình đã quyết định quay trở lại rồi nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm thử thách gam đâu 100 trái quỷ ở C2 để cho mọi người xem ở C2 có tỷ lệ ra trái quỷ Kitsune không nha. Thì clip này mình cũng sẽ có 5.000 cái phần quà dành cho 5.000 bạn xem video từ đầu tới cuối và không bấm tua nha. Bạn nào mà bấm tua mình biết được mình sẽ không tặng quà cho bạn đó đâu nha. Mình là chủ video cho nên mình biết ai bấm tua đây. Với một điều kiện nữa là anh em đã bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên nữa nha. Bạn nào mà xem hết video và đã bấm like, đăng ký kênh thì nhớ comment tin game xuống dưới để mình tặng quà cho nha. Và mọi người, những ai có cái lệnh mà Gamdon ra trái quỷ xịn á thì mọi người comment xuống dưới để clip sau mình làm luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ không dài dòng nữa, bắt đầu đi Gamdon thôi nào. Bây giờ sẽ là lần Gamdon lần đầu tiên của mình. Sẽ ra được trái gì đây? Trái gì đây? Thì trái đầu tiên mình Gamdon ra được là trái cùi nhớ game luôn, trái gốc kén luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quất ở đây luôn nha. Tiếp tục với trái thứ hai thôi nào anh em ơi. Trái thứ hai mình Gamdon ra được là trái gì đây? Mua nè. Trái thứ hai mình Gamdon ra được là trái khó nha. Tiếp tục với trái thứ ba thôi nào. Trái thứ ba mình Gamdon ra được trái gì đây? Alo, trái Phoenix. Trái thứ ba mình Gamdon ra được trái phụ hoàng luôn nha. Bây giờ sẽ là lần Gamdon thứ 4. Trái gì đây? Trái gì đây? Trái gầu trắng. Lần thứ 4 mình Gamdon ra được là trái gầu trắng. Giờ sẽ là lần thứ 5 Gamdon. Trái gì đây? Trái bom. Lần thứ 5 mình Gamdon ra được là trái bom. Bây giờ sẽ là trái thứ 6. Trái thứ 6 mình Gamdon ra được là trái bom. Bây giờ sẽ là trái thứ 7. Trái thứ 7 mình lại Gamdon ra được là trái bóng tối. Bây giờ sẽ là trái thứ 8. Trái thứ 8 mình Gamdon lại được trái bóng tối. Bây giờ sẽ là trái thứ 9. Trái thứ 9 mình lại Gamdon ra được là trái bóng tối. 4 trái bóng tối liên tiếp luôn, vãi chưởng thiệt. Bây giờ sẽ là trái thứ 10. Trái thứ 10 mình Gamdon ra được là trái cao su. Bây giờ sẽ là trái thứ 11 nha. Trái thứ 11 mình Gamdon ra được là trái phân tách. Bây giờ sẽ là trái thứ 12 nha. Trái thứ 12 mình Gamdon ra được là trái đại bàng. Bây giờ sẽ là trái thứ 13. Trái thứ 13 mình Gamdon ra được là trái cát. Bây giờ sẽ là trái thứ 14. Trái thứ 14 mình Gamdon ra được là trái gầu trắng. Bây giờ sẽ là trái thứ 15. Trái thứ 15 mình Gamdon ra được là trái kim cương. Bây giờ sẽ là trái thứ 16. Trái thứ 16 mình Gamdon ra được trái bao đốm. What the hell? Hên vãi luôn anh em à. Mới trái thứ 16 mình đã Gamdon được trái bao đốm rồi. Chắc mấy trái sau nhiều khi ra trái Kitsune luôn anh em à. Bây giờ sẽ là trái thứ 17. Trái thứ 17 mình Gamdon ra được là trái lửa. Bây giờ sẽ là trái thứ 18. Trái thứ 18 mình ra được là trái lò xo. Bây giờ sẽ là trái thứ 19. Trái thứ 19 mình Gamdon ra được là trái chấn động. Bây giờ sẽ là trái thứ 20. Trái thứ 20 mình Gamdon ra được là trái gầu trắng. Bây giờ sẽ là trái thứ 21. Trái thứ 21 mình Gamdon ra được là trái Blizzard. Bây giờ sẽ là trái thứ 22. Trái thứ 22 mình Gamdon ra được là trái lò xo. Bây giờ sẽ là trái thứ 23.
Trái thứ 23 mình ngâm non ra được là trái flacon. Trái này bạn. Bây giờ sẽ là trái thứ 24. Trái thứ 24 mình ngâm non ra được là trái kim cương. Tiếp tục là trái thứ 25 nha. Trái thứ 25 mình ngâm non ra được là trái gốc kít. Bây giờ sẽ là trái thứ 26. Trái thứ 26 mình ngâm non ra được là trái phân tách. Bây giờ sẽ là trái thứ 27. Trái thứ 27 mình ngâm non ra được là trái khói. Bây giờ sẽ là trái thứ 28. Trái thứ 28 mình ngâm non ra được là trái nhung nham. Bây giờ sẽ là trái thứ 29. Trái thứ 29 mình ngâm non ra được là trái phân tách. Bây giờ sẽ là trái thứ 30 nha. Trái thứ 30 mình ngâm non ra được là trái khói. Bây giờ sẽ là trái thứ 31. Trái thứ 31 mình ngâm non ra được là trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 32. Trái thứ 32 mình ngâm non ra được là trái Phật tổ nha anh em. Lại thêm được một trái xịn. Bây giờ sẽ là trái thứ 33. Trái thứ 33 mình ngâm non ra được là trái phân tách nha. Bây giờ sẽ là trái thứ 34. Trái thứ 34 mình ngâm non ra được là trái gai nha. Bây giờ sẽ là trái thứ 35 nha. Trái thứ 35 mình ngâm non ra được là trái lửa. Bây giờ sẽ là trái thứ 36. Trái thứ 36 mình ngâm non ra được là trái bóng tối. Bây giờ sẽ là trái thứ 37. Trái thứ 37 mình ngâm non ra được là trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 38. Trái thứ 38 mình ngâm non ra được là trái ánh sáng. Bây giờ sẽ là trái thứ 39. Trái thứ 39 mình ngâm non ra được là trái gốc kít. Bây giờ sẽ là trái thứ 40. Trái thứ 40 mình lại ngâm non ra được là trái gốc kít. Bây giờ sẽ là trái thứ 41. Trái thứ 41 mình lại ngâm non ra được là trái blizzard. Vậy là được 2 trái blizzard rồi anh em à. Bây giờ sẽ là trái thứ 42. Trái thứ 42 mình ngâm non ra được là trái gầu trắng. Bây giờ sẽ là trái thứ 43. Trái thứ 43 mình ngâm non ra được là trái gai. Bây giờ sẽ là trái thứ 44. Trái thứ 44 mình ngâm non ra được là trái lò xo. Bây giờ sẽ là trái thứ 45. Trái thứ 45 mình ngâm non ra được là trái linh hồn. Trái gót là trái ma. Trái thứ 46 mình ngâm non ra được là trái ánh sáng. Bây giờ là trái thứ 46. Bây giờ là trái thứ 47. Trái thứ 47 mình ngâm non ra được là trái cát. Bây giờ sẽ là trái thứ 48. Trái thứ 48 mình ngâm non ra được là trái lò xo. Bây giờ sẽ là trái thứ 49. Trái thứ 49 mình ngâm non ra được là trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 50.
Trái thứ 50 mình gam đoan ra được là trái phân tách. Bây giờ sẽ là trái thứ 51. Trái thứ 51 mình gam đoan ra được là trái flacon, trái đầy vàng. Bây giờ sẽ là trái thứ 52. Trái thứ 52 mình gam đoan ra được là trái phân tách. Bây giờ sẽ là trái thứ 53. À đù, trái thứ 53 mình gam đoan là trái bột luôn nè anh em. À đù, hôm nay là một ngày gam đoan ở C2 khá là hên luôn anh em à. Bây giờ sẽ là trái thứ 54 nha. Trái thứ 54 mình gam đoan ra được là trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 55 nha. Trái thứ 55 mình gam đoan ra được là trái lửa. Bây giờ sẽ là trái thứ 56 nha. À đù, trái thứ 56 mình lại gam đoan ra được lại là trái Phật tổ anh em à. Vậy là được hai trái Phật tổ nữa anh em ơi. Bây giờ sẽ là trái thứ 57 nha. Trái thứ 57 mình gam đoan ra được lại là trái bơm. Bây giờ sẽ là trái thứ 58 nha. Trái thứ 58 mình gam đoan ra được là trái flacon, trái đầy bàn. Bây giờ sẽ là trái thứ 59 nha. Trái thứ 59 mình gam đoan ra được là trái quay. Giờ sẽ là trái thứ 60. Trái thứ 60 mình gam đoan ra được lại là trái khói. Bây giờ là trái thứ 61. Trái thứ 61 mình gam đoan ra được trái chấn động. Bây giờ sẽ là trái thứ 62. Trái thứ 62 mình gam đoan ra được là trái góc kết phút. Tiếp tục trái thứ 63 nha. Trái thứ 63 mình gam đoan ra được là trái nhung nham. Giờ sẽ là trái thứ 64. Trái thứ 64 mình gam đoan ra được trái flacon, trái đại bàng. Giờ sẽ là trái thứ 65. Trái thứ 65 mình gam đoan ra được trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 66 nha. Trái thứ 66 mình gam đoan ra được là trái ánh sáng. Giờ sẽ là trái thứ 67. Trái thứ 67 mình gam đoan ra được là trái gót, trái hồn ma. Tiếp tục với trái thứ 68 nha. Trái thứ 68 ra được trái phân tách. Giờ sẽ là trái thứ 69. Trái thứ 69 mình lại gam đoan ra được trái flacon. Tiếp tục với trái 70. Trái thứ 70 ra được trái gì đây? Trái thứ 70 mình gam đoan ra được trái nhung nham. Giờ sẽ là trái thứ 71. Trái thứ 71 mình gam đoan ra được trái bom chứ. Bây giờ sẽ là trái thứ 72. Trái thứ 72 ra được trái cao su. Giờ sẽ là trái thứ 73. Trái thứ 73 gam đoan ra được trái gạo trắng. Tiếp tục với trái thứ 74. 74 ra trái gì đây? Trái thứ 74 gam đoan ra được trái quay. Ok, thì trong lúc gam đoan mình đánh nhà máy thì mình được trái tơ nha anh em. Tiếp tục giờ sẽ là trái thứ 75. Trái thứ 75 mình gam đoan ra được là trái bóng tối. Bây giờ sẽ là trái thứ 76 nha. Thì tình hình là mình vừa gam đoan
trái thứ 75 xong, mình bị mất điện anh em mà, thế là mất hết trái quỷ luôn rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao, mọi người ấn like cho mình, giúp mình có động lực để làm video tiếp nha. Tại vì video này á, mình làm cũng tận mấy ngày lận anh em mà, mình thức mấy ngày mình làm lận. Cho nên anh em hãy ấn like để ủng hộ mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi gam gon trái thứ 76 luôn nha. Trái thứ 76 mình gam gon ra được là trái phương tách. Giờ sẽ là trái thứ 77. Trái thứ 77 mình gam gon ra được là trái cao su. Giờ sẽ là trái thứ 78. Trái thứ 78 mình gam gon ra được là trái gốc két. Giờ sẽ là trái thứ 79. Trái thứ 79 mình gam gon ra được là trái lò xo. Tiếp tục với trái thứ 80 nha. Trái thứ 80 mình gam gon ra được là trái kim cương. Giờ sẽ là trái thứ 81. Trái thứ 81 mình gam gon ra được trái flacon, trái đề bàn. Giờ sẽ là trái thứ 82. Trái thứ 82 mình gam gon ra được trái băng. Giờ sẽ là trái thứ 83. Trái thứ 83 mình gam gon ra được trái bóng đêm luôn anh em mà. Lại được thêm một trái ngon rồi anh em ơi. Tiếp tục với trái 84. Trái thứ 84 mình gam gon ra được trái phân tách. Giờ sẽ là trái thứ 85. Trái thứ 85 mình gam gon ra được trái spider, trái tơ. Giờ sẽ là trái thứ 86. Trái thứ 86 mình lại gam gon ra được trái bóng đêm anh em mà. Hai trái bóng đêm liên tiếp luôn. Giờ sẽ là trái thứ 87. Trái thứ 87 mình gam gon ra được trái quay. Giờ sẽ là trái thứ 88. Trái thứ 88 mình gam gon ra được trái gốc cây phút. Giờ sẽ là trái thứ 89. Trái thứ 89 mình gam gon ra được trái flacon, trái đại bàng. Tiếp tục với trái thứ 90. Trái thứ 90 mình lại gam gon ra được trái gốc cây phút. Giờ sẽ là trái thứ 91. Trái thứ 91 mình gam gon ra được trái ánh sáng. Giờ sẽ là trái thứ 92. Trái thứ 92 mình gam gon ra được trái lốp. Giờ sẽ là trái thứ 93. Trái thứ 93 mình gam gon ra được là trái bom. Giờ sẽ là trái thứ 94. Trái thứ 94 mình gam gon ra được trái cao su. Giờ sẽ là trái thứ 95. Trái thứ 95 mình gam gon ra được lại là trái kim cương. Giờ sẽ là trái thứ 96. Trái thứ 96 mình gam gon ra được trái cao su. Giờ sẽ là trái thứ 97. Trái thứ 97 mình gam gon ra được trái phân tách. Giờ sẽ là trái thứ 98. Trái thứ 98 mình gam gon ra được trái băng. Bây giờ sẽ là trái thứ 99. Trái gần cuối rồi anh em à. Để xem trái gần cuối ra được cái gì ngon ngon xịn xịn không. Trái thứ 99 mình gam gon ra được trái gạo trắng nha. Ok, bây giờ sẽ là trái thứ 100, là trái cuối cùng luôn rồi nha anh em ơi. Trái cuối cùng của clip này luôn rồi nha. Ok, bây giờ trái thứ 100 ra cái gì xịn xịn tí đi. Kết thúc bằng một trái gì đó xịn xịn đi nè. Ok, thì trái thứ 100 là trái cuối cùng ra, mình gam đoan ra được trái Flacon luôn nha anh em. Thì ok, thì chắc có lẽ clip của mình cũng sẽ kết thúc tại đây rồi nha anh em. Nếu mọi người đã xem tới đây á, thì nhớ comment tên ngay xuống dưới để cho mình tặng quà nha. Ok, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Bye bye mọi người nha.